Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 1, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một vài thông tin đáng lưu tâm về vũ khí Nhật Bản. Mặc dù chưa nhận được những hợp đồng đắt giá, thế nhưng với uy tín chất lượng lâu năm của hàng Nhật nói chung, ngày càng có nhiều quốc gia mong muốn sở hữu vũ khí Nhật, kể cả các trang bị cũ. Mới đây, theo quan điểm của Viện Chính sách Chiến lược Australia, ASPI, Hải quân Australia, trong khi chờ trang bị tàu ngầm hạt nhân có thể nhanh chóng mở rộng lực lượng tàu ngầm, cải thiện khả năng phòng thủ trong thập kỷ này với các tàu ngầm cũ của Nhật Bản. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách mua các tàu ngầm cũ nhưng còn tốt từ Nhật Bản. Khả năng sẽ xuất hiện một số vấn đề với vũ khí cũ, nhưng nó mang lại lợi thế tiềm năng. Các chuyên gia của ASPI đưa ra nhận định. Lý do mà giới phân tích chiến lược Australia đề ra việc mua tàu ngầm cũ, dù cho quốc gia này đã đạt được thỏa thuận chuyển giao công nghệ tàu ngầm Hạt nhân từ Mỹ Anh thông qua liên minh AUKUS là bởi thời gian. Theo các nguồn tin, tàu ngầm hạt nhân đầu tiên dành cho hải quân Australia sẽ không sẵn sàng cho đến năm 2040 nếu nó được đóng tại Adelaide. Nếu chọn giải pháp nhập khẩu nguyên chiếc, thời gian dự kiến họ nhận được ít nhất là vào năm 2030 trở đi. Và điều này đặt ra nhiều vấn đề cho công cuộc phòng thủ lãnh hải rộng lớn của Australia. Lực lượng bao gồm 6 tàu ngầm diesel điện lớp Colin hiện nay được đánh giá là không đủ cho nhu cầu của Australia, nhất là khi họ đã tham gia AUKUS, một liên minh đang chịu sự phản ứng gay gắt từ Trung Quốc và một số quốc gia Đông Nam Á. Rõ ràng với việc tham gia liên minh này, Australia đã chấp nhận trở thành một quân cờ trên bàn cờ thế Mỹ-Trung. Chẳng có gì đảm bảo một ngày đẹp chơi, các chiến hạm Trung Quốc sẽ xuất hiện trên bờ biển châu Đại Dương. Người ta hiện đang tính toán tới khả năng sẽ tiếp tục đóng mới tàu ngầm diesel điện. Trong khi chờ công nghệ tàu ngầm hạt nhân, lý tưởng nhất là sử dụng thiết kế dựa trên tàu ngầm Colin hiện tại. Dù vậy, ASPI cho rằng giải pháp này nghe thì hay nhưng lại có những nhược điểm nghiêm trọng. Thứ nhất, việc chuyển giao các tàu ngầm Colin mới cũng phải tới những năm 2030. Thứ hai, việc xây dựng sẽ rất tốn kém với lô tàu số lượng nhỏ không kinh tế. Mỗi chiếc tàu ngầm Colin có giá lên tới hơn nửa tỷ đô la thời giá năm 1999 và có thể sẽ tăng so với hiện tại. Ngược lại, những chiếc tàu ngầm đã qua sử dụng của Nhật Bản có thể được nhập lại rất nhanh và có chi phí rẻ hơn nhiều và chúng có thể đáp ứng nhiệm vụ cho tới tận năm 2060. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản nhận bàn giao tàu ngầm mỗi năm đối với bất cứ lực lượng hải quân nào trên thế giới. Điều này có nghĩa là một hạm đội có khoảng 30 tàu thì một tàu ngầm thường sẽ phục vụ trong 30 năm. Nhưng lực lượng này không được cấp kinh phí hoạt động nhiều như vậy và thay vào đó, họ sẽ cho chúng nghỉ hưu sớm. Cho đến vài năm trước, hạm đội tàu ngầm Nhật Bản có 18 chiếc, con số bây giờ là 23 và sắp tới là 24, bao gồm hai tàu huấn luyện. Australia cho rằng các tàu ngầm họ có thể đặt tay vào, đó là tàu ngầm cùng thời với lớp Colin, tức là lớp Oyasio. Oyasio có lượng giãn nước khi nổi là 2.800 tấn nhỏ hơn một chút so với cỡ 3.100 tấn khi nổi của Colin. Tuy nhiên, độ bền cũng như tầm hoạt động của chúng có lẽ là đủ cho các nhiệm vụ của Hải quân Australia. Hệ thống cảm biến cũng như khả năng hoạt động yên tĩnh của chúng khó có thể xếp thứ hai, nhưng quy mô thủy thủ đoàn khá đông, lên tới 70 người. Nếu trang bị lớp tàu này, Oyasio sẽ đảm trách khu vực gần căn cứ hơn so với lớp Colin, chuyên tác chiến tầm xa. Chúng có thể bao quát các eo biển quần đảo trên đường tiếp cận lục địa Châu Đại Dương và đối phó với các mục tiêu xâm nhập, trong khi tàu ngầm Colin sẽ chịu trách nhiệm tác chiến xa bờ. Nhật Bản hiện đã hạ cấp 2 tàu ngầm Oyasio chuyển sang vai trò huấn luyện, trong khi 9 chiếc vẫn trực chiến với nhiệm vụ tuần tra, chiến đấu và mỗi chiếc dự tính sẽ nghỉ hưu ở tuổi 23, một con số khá trẻ so với tuổi đời chung của các tàu ngầm trên thế giới. Ví dụ như, ngay cả với Hải quân Nga, nhiều tàu ngầm Kilo đã hoạt động trên 30 năm nhưng vẫn chưa được nhận sổ hưu. Trong số 7 chiếc Oyasio còn lại, Nhật Bản đang có kế hoạch đại tu, tăng hạn cũng như nâng cấp tiệm cận với công nghệ tàu ngầm lớp Sorio tiên tiến hơn. Đáng chú ý, trước khi Australia chốt đơn với Pháp, Nhật Bản từng trao hàng tàu ngầm lớp Sorio cho quốc gia này nhưng không thành. Các chuyên gia quốc phòng Australia cho rằng nước này có thể đề nghị Nhật Bản cung cấp 8 tàu ngầm lớp Oyasio khi chúng rời biên chế vào các năm tới. Giá mua không được cao nhiều so với hàng phế liệu. Thực tế, người ta cho rằng với Nhật Bản, giá tàu ngầm không phải là thứ ưu tiên số một, mà là quan hệ hợp tác quốc phòng cũng như uy tín chất lượng trang bị và nhất là những khoản thu ở việc hỗ trợ hoạt động các tàu. Nhiều quốc gia đã và đang vận hành tàu chiến đã qua sử dụng, nhưng chất lượng cao, thường được mua lại từ Mỹ hoặc Anh. Australia đã từng làm như vậy nhiều lần và gần đây họ còn bán hai khinh hạm có khả năng nâng cấp cho Chile. Nếu đồng ý với phương án này, đơn vị tàu ngầm lớp Oyasio của Australia sẽ đạt 7 chiếc vào năm 2029, duy trì ở mức đó cho đến năm 2031, giả sử giới hạn tuổi thọ của tàu là 30 năm. Sau khoảng thời gian đó, số lượng này sẽ giảm đi mỗi năm một chiếc, thuận tiện cho lịch trình trang bị tàu ngầm hạt nhân nhập khẩu. Cứ một vào, thì một ra. Lưu ý rằng, với đề xuất này, Australia có thể sẽ có 13 tàu ngầm diesel phục vụ sớm hơn 25 năm so với dự định mua 12 tàu ngầm tấn công từ Pháp, vốn đã bị hủy bỏ cách đây vài tháng. Khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của tàu ngầm Oyasio đã qua sử dụng có thể tốt hơn so với lớp Colin bởi chúng không bao giờ phải thực hiện các cuộc đại tu lớn kéo dài 2 năm mà các tàu ngầm Colin sẽ trải qua. Việc đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho lớp tàu ngầm không có ở đâu trên thế giới ngoài Nhật Bản, không phải là đề xuất hấp dẫn nhưng sẽ không phải là không thể bởi lẽ các tàu ngầm colin cũng nằm trong tình huống tương tự được đóng tại australia với sự hợp tác công nghệ từ thụy điển mỹ anh và hiện cũng chỉ có australia sử dụng chúng vấn đề hậu cần có thể được giảm thiểu bằng cách dựa vào cơ sở bảo dưỡng lâu năm của nhật bản bất cứ khi nào cần các tàu ngầm này có thể quay lại nhật việc nằm trong tay các kỹ sư kỹ thuật viên đã quen thuộc sẽ cải thiện đáng kể độ tin cậy của tàu khi vận hành lâu năm. Làm như vậy cũng mang lại hiệu quả kinh tế tốt cho Australia. Nước này sẽ không phải chi tiền để xây dựng các cơ sở hạ tầng phức tạp, tốn kém. Đối với hoạt động bảo trì nhỏ, các nhà đóng tàu Nhật Bản cũng như các nhà thầu phụ có thể đặt văn phòng ở Australia để hỗ trợ. Nhật Bản chắc chắn sẽ là một đối tác tin cậy của Australia trong việc này. Hai quốc gia có cùng một vấn đề chiến lược, Trung Quốc. Dù vậy, đề xuất mua tàu ngầm cũ của Nhật Bản vẫn tiềm ẩn những vấn đề về tình trạng tàu ngầm sau 23 năm hoạt động. Về việc này, các chuyên gia Australia tự tin rằng tình trạng các tàu ngầm cũ của Nhật chắc chắn sẽ không có vấn đề gì quá lớn khi nhìn vào danh tiếng của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất, bảo trì máy móc. Hồi năm 2016, đại sứ Sumio Kusaka đã tuyên bố rằng bằng cách áp dụng quy trình bảo dưỡng của Nhật Bản, Australia có thể vận hành tàu ngầm Soryu trong một thời gian dài. Các tàu ngầm Oyashio có thể lần lượt trải qua đợt đại tu, sửa chữa lớn trước khi đưa vào biên chế của Hải quân Australia. Về các thiết bị điện tử và phần mềm có thể được hỗ trợ tới tuổi 30 hay không, điều này sẽ phụ thuộc vào chiều sâu của quá trình hiện đại hóa các tàu. Việc này giải quyết không phải quá khó, chỉ thêm chút chi phí, nhưng so với những gì mà các tàu mang lại thì đây vẫn là món hời. Về chương trình đào tạo, Australia có thể yêu cầu Nhật Bản cho mượn thủy thủ đoàn hoàn chỉnh. Những người này cần có trình độ tiếng Anh tốt để đào tạo thủy thủ Australia làm quen với cách vận hành tàu. Sách hướng dẫn cũng cần được dịch sang tiếng Anh, nhưng các thông tin hiển thị trên hệ thống điều khiển tàu ngầm thì không. Dù vậy, quân đội thế giới không hiếm trường hợp phải học tiếng khác để vận hành tàu ngầm. Thì không lý gì, thủy thủ Australia không làm được điều tương tự với tiếng Nhật. Ngay ở Việt Nam, lưu ý là tất cả các trang bị nhập khẩu từ Nga như máy bay, tên lửa, tàu chiến, thì hệ thống hiển thị đều dùng tiếng Nga. Và như thế, các chiến sĩ đều phải học giỏi tiếng Nga để sử dụng khí tài. Với việc tàu ngầm Oyasio có thể chuyển giao mỗi năm một chiếc từ năm 2023, rõ ràng khung thời gian này là hấp dẫn và chấp nhận được để tăng cường lực lượng phòng thủ bờ biển của Hải quân Australia trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường các hành động căng thẳng. Lưu ý, thông tin này mới chỉ nằm dưới dạng đề xuất đối với chính phủ Australia, chưa phải là kế hoạch chính thức. Do đó, đây cũng là hướng tham khảo với các quốc gia đang muốn nhân rộng lực lượng tàu ngầm. Rõ ràng là không phải mình Australia mà hiện tại Nhật Bản đang làm việc với nhiều quốc gia nhằm tìm kiếm một hợp đồng xuất khẩu vũ khí có tiếng vang lớn trên thế giới, điều mà họ mong ngóng nhiều năm nay, kể từ khi gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí trang bị. Nhắc lại, trong khuôn khổ của hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang với người đồng cấp Nhật Bản, Kishinobu, vào ngày 23 tháng 11 năm 2021, Hai bên đã nhất trí đẩy mạnh tham vấn chuyển giao thiết bị cụ thể từ Nhật Bản dựa trên thỏa thuận chuyển giao công nghệ và thiết bị quốc phòng được ký tháng 9 năm 2021. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, trong số này có thể bao gồm tàu hải quân và thiết bị liên quan. Khi đó còn nhớ chúng ta đã nghĩ ngay tới các loại khinh hạm, khu trục hạm, tàu tên lửa nhỏ của Nhật Bản nhưng tạm không nhắc tới tàu ngầm. Nhưng với thông tin từ các chuyên gia Australia thì đây cũng là một hướng có thể để ý tới. Rõ ràng là Nhật Bản có ý đồ muốn cung cấp không chỉ trang bị mới mà kể cả vũ khí đã qua sử dụng với chất lượng cao, đáng tin cậy của họ. Mặc dù gọi là cũ, nhưng tuổi đời tàu ngầm Oyasio vẫn là mới so với thế giới tàu ngầm diesel điện hiện nay. Lớp tàu ngầm được thiết kế và thi công từ năm 1994 tới năm 2008 với 9 chiếc được hoàn thành. Tàu ngầm có lượng giãn nước khi nổi là 2.750 tấn, khi lặn là 4.000 tấn, dài 81,7 mét trang bị động cơ diesel điện cho tốc độ 20 hải lý mỗi giờ khi lặn. Tàu trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 ly với 20 đạn ngư lôi kiểu 89 và tên lửa hành trình UGM-84. Không có nhiều thông tin cụ thể về hiệu suất hoạt động của tàu ngầm Nhật, nhưng có thể khẳng định rằng không bên nào, kể cả Trung Quốc, dám chê bài chúng. Tất nhiên, hãy còn quá sớm để đưa ra bất cứ dự đoán nào về khả năng Nhật Bản cung cấp tàu ngầm cũ cho Việt Nam, bởi đây là vấn đề rất phức tạp không chỉ của hai nước mà còn liên quan tới các quan hệ với các bên như Nga, Mỹ, Trung Quốc. Không chỉ ở bên bán mà cả bên mua và cả túi tiền mỗi bên mỗi khác. Hầu như người ta hiện nay vẫn cho rằng lữ đoàn 6 tàu ngầm Kilo 636 với Việt Nam là đủ. Là sự cố gắng rất lớn của hải quân ta trong bối cảnh ngân sách còn eo hẹp. Nhưng biết đâu đấy, việc nhận trang bị cũ đôi khi mang nhiều ý nghĩa, gồm cả quan hệ ngoại giao hợp tác các bên bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc các bạn thấy hay hãy cho chúng tôi một like comment chia sẻ đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh cảm ơn các bạn